tiếp tục là những ngày nắng. Em vui xin chào tất cả mọi người. Sáng nay chúng ta lại gặp nhau qua các góc phố của thành phố Huế. Những cái ngõ kiệt tại Nguyễn Huệ, thông ra Phan Đình Phùng. Hôm nay là ngày 30 tháng 11, ngày cuối tháng rồi mọi người. Thành phố Huế dự báo ngày hôm nay tiếp tục nắng 31 độ C. Nhiệt độ bây giờ đi trên đường thì lúc này cũng 26 độ C mọi người. Nhiệt độ cả ngày thì từ 23 đến 31 độ. Như có bớt đi một xuống 1 độ so với ngày hôm qua. Bây giờ đây là em vừa đang có mặt tại khu vực đường Phan Đình Phùng nha mọi người, bên dòng An Cừu đấy. Cập nhật thời tiết sáng hôm nay nhỏ cà phê buổi sáng ở Huế đi ở mô không thấy những cái những chú những anh ngồi cà phê bên đường mọi người. Rất là nhiều cái góc phố luôn. Hình ảnh sáng nay cũng không nhộn nhịp lắm về khu vực đường Phan Đình Phùng. Vô các cái ngõ kiệt này bà con thăm phố chờ này. Chính những cái ngõ kiệt đông đúc hơn là có về so với những tuyến đường mặt mẹ hiên hoa, buôn bán hàng ăn hàng uống buổi sáng. Mà cái ngõ kiệt còn nhiều cái nhà vườn, những cái nhà ba gian, cái vườn rồng của người dân bà con ở đây còn rất là nhiều. Cái hẻm này là kiệt, này là kiệt cỏ, cái còn đặc sản tèo các thứ, hải sản mọi người. Kiệt này thông ra lại với người Huế. Kiệt này cũng có đặc sản đó. Đi ngọt kiệt mà nhiều lúc đông đúc, buôn bán nó cũng đông nhộn nhịp hơn là các tuyến đường, có những tuyến đường thưa vắng. Sáng nay tôi đưa mọi người đi thăm Huế với các cái tuyến đường ngõ kiệt ngoan ngoèo để biết thêm sự về sáng mỗi buổi sáng nha mọi người. Lúc này 7:30 sáng. Lê Hồng Phong, con đường mới được rải nhựa, đổ nhựa láng lại trở lại. Mấy thời gian trước thì đi đây cái đường nó cũng rất là xấu, giống nó xuống cấp á.
gồ ghê sân xui. Bây giờ lặng lại thôi. Đường này đoạn đầu đường hình như cái con hành trình năm hết chiếm khoảng hết gần nửa đoạn đường mọi người. Một bên đường có công viên, có hồ nước, không gian đi bộ. Đây thì có nhiều cái tiệm rửa xe rất là lớn luôn. Người ta tập trung về một nơi để người ta làm một cái ngành nghề nó mang tính cạnh tranh luôn. Cuối cùng là con đường mà rửa xe đông nhất là đường Lê Hồng Phong đó. Bà con anh chị mua đi ô tô mà chưa biết chỗ rửa xe nằm khu vực trung tâm thì về đây. Chung cư thông ra Đồng Đá mọi người. Nhiều cái ngõ kia rất là đông đúc luôn, hàng chờ người ta cũng bày bán nhiều. Không vô các cái ngõ kia phía sau của các cái khu chung cư. Sáng nay cũng tiếp tục đưa bà con mọi người thăm Huế, cập nhật chút thông tin thời tiết nha mọi người. Huế ngày hôm nay ngày 30 tháng 11 năm 2022, ngày cuối tháng 11, trời nắng khá là gắt tại thành phố Huế. Từ 23 đến 31 độ C trong ngày hôm nay. Và em vui cùng rất là vui, sáng nào cũng đưa bà con mọi người đi thăm sự Huế, cập nhật thông tin. Và sau những cái thông tin cập nhật buổi sáng thì có những video chúng tôi gửi đến mọi người về đời sống bà con sự Huế. Cũng hy vọng mọi người luôn luôn đón nhận. Và ngày hôm nay là cũng là ngày cuối tháng 11 rồi. Hy vọng tháng 12 cuối năm niềm vui cũng như may mắn đến với tất cả mọi người, để có một tháng nữa rồi kết thúc năm 2022 với nhiều mong muốn đạt được của tất cả mọi người. Em vui xin chúc mọi người luôn thành công thành đạt nha. Rồi chào, em vui tạm dừng video sáng hôm nay, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới của em vui nha mọi người. Rồi em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.